Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại khu vườn nhỏ của mình sáng hôm nay. Sáng hôm nay thời tiết rất là đẹp. Mình đi lòng vòng trong vườn và thời tiết thì mát mẻ, gió hiu hiu, rất đẹp. Sáng nay mình lại bắt đầu với công việc là đi kiếm trái sung Mỹ để mà ăn sáng. Thì sáng nay thấy được một trái sung rất to và chín rồi đây. Hay là trái sung Mỹ không biết giống gì đây, nhưng mà rất to. Để mình sẽ ăn thử cho các bạn coi nha. Rồi coi thử coi nó có ngọt hay không. Sáng nay mình đi lòng vòng ăn sung Mỹ và thăm mấy cái cây quý của mình. Ok, mình thử thử coi nghe. Rất là ngọt các bạn ơi. Sáng nay mình đã làm ly cà phê rồi, thì bây giờ bắt đầu làm trái sung Mỹ là thấy mới to như vậy là thấy là gần đủ rồi đây. Rất là ngon các bạn. Tuyệt vời. Xa xa là cái dàn ổ qua của mình bây giờ nó lại ra hoa lại. Bạn thấy không? Hy vọng là lại có hộ ổ qua ăn lại. Ok các bạn, sáng nay thì mình không rông dài nữa, nhưng mà mình muốn đề cập đến một vấn đề mà nó xảy ra trong mấy ngày hôm nay trong cái khu vườn nhỏ của mình. Đây, các bạn thấy không? Có những thủ phạm nào đó mà vô vườn bới hết những cái gốc cây của mình ra, tanh bành ra như vậy đây. Mấy ngày hôm nay mình rất là bức xúc, rất là bức xúc. Đây, bới tanh bành ra như vậy đây. Coi như là không biết các bạn có thấy rõ không, chứ còn sới lung tung đất hết lên rồi, phân nó cũng bay lên luôn đó. Đó. Đây nữa, bạn nhìn thấy không, sới lung tung hết lên đây, từ những cái gốc cây mà mình bón phân phía dưới là mình bón phân gà mình bón chắc khoảng mấy tuần nay. Thì phân gà thường thường nó có những cái mùi hôi. Mình đã lắp lại hết toàn bộ rồi, nhưng mà thủ phạm nào đã vô và bới sới lên hết như vậy đây. Mình rất là tức, rất là bức xúc mấy ngày hôm nay. Thì tối hôm qua mình đã ra vườn và set up một cái bẫy. Đây, một cái bẫy. Và đây, mình sáng nay mình ra mình bắt được thủ phạm. Đây là thủ phạm đang nằm đây trong cái bẫy này đó. Đây là thủ phạm bới tung cái gốc của mình lên, những gốc cây của mình lên đây. Thủ phạm đang ngồi đây đó, bạn thấy không? Đó là thủ phạm trong vườn của mình. Từ đầu mùa đến giờ mình bẫy cũng được khoảng 5-6 con giống như vậy rồi, nhưng mà em này thì nhỏ nhưng mà phá dữ đó. Cái con này không biết tiếng Việt nó là cái con gì, nhưng mà Mỹ nó gọi là awesome đó. Con này thì chỉ có vô phá phách như vậy ra kiếm đồ ăn đó. Thì hôm nay mình đã tóm gọn được anh ta đang nằm ở trong cái bẫy của mình đây. Anh này chắc là phải xào lăn hay là chiên bơ, chứ còn để cho anh vô anh phá như vậy là không được.
Đó. Thì đây là thủ phạm của những cái bới lung tung trong vườn thế này. Thì mình nghĩ là trong vườn nào trồng mà mình có bỏ các loại phân hay phân gà, phân bò hay là những phân cá hay là những cái phân những cái loại gì mà có mùi là thế nào anh cũng mò tới trong vườn. Nếu trong vườn các bạn mà có vấn đề phá phát như vậy thì các bạn nên mua cái bẫy này về. Bẫy thì cái bẫy này á, là nếu mà các bạn ở trong khu vực của các bạn mà có cái shop nó gọi là Tractor Supply thì trong đó nó bán rất là nhiều các loại bẫy này, đủ size, từ size nhỏ cho đến size lớn. Có những cái size nó cao đến khoảng mét, 1,5 mét, là không biết là bẫy những cái con thú gì nhưng mà rất là cao và to. Thì trong đó là một cái nguồn mà mình có thể mua cái bẫy này. Về bẫy những cái anh thủ phạm phá những cái cây trong vườn của mình như vậy. Đó, đó là một cái nguồn. Nguồn thứ hai, nếu mà các bạn không có cái Tractor Supply Store ở gần ngay chỗ bạn thì các bạn có thể lên Amazon mua. Thì lên Amazon thì nó bán thì cũng như vậy thôi, nhưng mà cái size của nó nhiều khi mình mua nó sẽ bị lộn size. Cẩn thận cái size về kích thước cũng như là chủng loại. Thì cái kích thước của cái size cái bẫy của mình là hình như là 30 32 inch nhân cho 14, 32 nhân 14. Cái bẫy này khi các bạn mua về rồi thì các bạn cũng đơn giản lắm, mấy anh này thì dễ thôi. Bỏ những cái thứ đồ giống như là cá, miếng cá hay là một cái gì đó. Mình thì hồi tối hôm qua mình bỏ bỏ vô là một cái miếng thịt kho, thế mà cũng 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 chui vô ăn để mà dính trong đây đó. Thì đơn giản, nó rất là dễ, mình chỉ có set up và mình để ra phía ngoài, vào ban đêm là mấy anh mò vô ăn thôi. Đó, thì đây là thủ phạm của cái sự phá phách ngày hôm nay. Thì mình nói vậy thôi, nhưng mà mình sẽ đưa cái anh chàng này, đó, mình sẽ đưa cái anh chàng này đi đi kinh tế mới, chứ mình sẽ không có xào lăn. Nhìn anh thì cũng gớm ghiếc quá đi, nên là không có động chạm gì tới anh cả. Và mình sẽ đưa anh đi kinh tế mới, có nghĩa là mình sẽ mang anh đi lái xe chắc khoảng 10-15 mai gì đó. Mình sẽ thả anh, cho anh đi kinh tế mới, cho anh biết biết khôn đó. Ok, thì mình sẽ hôm nay mình sẽ đưa anh đi và sẽ không có cho anh quay lại cái khu vườn của mình để phá nữa. Đó. Mình sẽ mang anh đi thiệt xa, kinh tế mới thiệt xa, để cho anh khỏi vô trong vườn mình anh phá. Đó, rồi xong. Đó, đó là cái thủ phạm và cày sới trong cái vườn của mình mấy ngày nay. Mình bắt được rồi, nhưng mà mình nghĩ trong cái mùa này thì sẽ có những đồng môn, đồng 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 tiếu của anh sẽ quay lại và sẽ phá tiếp. Thì sau khi mà mình đưa anh đi kinh tế mới thì mình sẽ tối nay mình sẽ lại phải set up lại nữa. Mình có cảm giác là vẫn còn, thành ra là mình sẽ set up khu vực này cho tối nay tới mai. Coi thử coi có đồng môn đồng giáo tới kiếm bạn hay không. Thường thường những cái bẫy mà mình set up thì có những ngày nó sẽ không vô, nó ăn ngay, mà nó để nó thăm dò, nó đi vòng vòng nó thăm dò. Bởi vì buổi tối mình nhìn camera thì mình thấy nhiều khi anh đi lòng vòng rất lâu thì anh mới bắt đầu anh vô. Thì cái bữa đầu tiên các bạn kiên nhẫn là nhiều khi mình set up nhưng mà nó không có vô. Khoảng bữa thứ hai thứ ba khi mà quen rồi và đói bụng thì sẽ không cưỡng lại được những cái miếng cá hay là miếng thịt kho hay là miếng gì đó mà thơm thơm.
Đó, đó là cái cách mà mình bắt những cái anh thủ phạm vô phá phách vườn vườn tược của mình. Rồi, thì cũng chia sẻ với các bạn như vậy. Các bạn nếu mà trong vườn các bạn mà có những cái trái cây giống như hồng hay là cái gì đó, mãng cầu, có thể mấy anh cũng vô ăn và phá. Thì nếu mà trong vườn các bạn có tình trạng đó thì các bạn nên mua những cái bẫy này về bẫy. Cái bẫy này nó rất là tốt, là mình có thể sử dụng trong vài năm chứ không không có hư ngay. Đâm ra là mình nhớ là mình mua cái bẫy này là khoảng 50 hay 50 mấy đồng cỡ đó. Đó, cái bẫy này là chuyên bẫy cho những cái anh awesome này. Thì các bạn nên nên mua về về và bẫy. Bẫy xong thì thực sự ra mình cũng không nên không muốn giết anh chi, thì mình sẽ chở anh đi, thả anh một nơi rất xa, cho anh đi kinh tế mới rồi. Thì anh sẽ không có còn đường để quay lại phá phách cái vườn của mình nữa. Phía trước mình là cái cây nhãn thu hoạch trái rồi, bây giờ nó ra lá rất là đẹp. Ok, rồi vậy là cái video của mình tạm dừng ở đây, nhưng mà xíu xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn thấy là đưa anh đi kinh tế mới bao xa, và sẽ thả anh ra bằng cách cách nào. Ok, rồi hẹn các bạn chút xíu nữa nha. Hello, ok các bạn, bây giờ mình đang ra, mình sẽ đưa cái anh chàng này đi kinh tế mới. Ok, thì anh chàng này mình sẽ cho anh đi kinh tế mới, không biết tháo ra làm sao đây. Rồi, xin mời. Chưa muốn ra nữa đó, thấy không? Ra đi, xin mời ra chạy. Nó đi ra đi, xin mời. Ok, đây nào, chạy. Ok.